Phiên họp Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP lần thứ tư đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Hội đồng CPTPP đã chính thức thông qua quyết định về việc khởi động quá trình đàm phán để gia nhập Hiệp định CPTPP của Vương quốc Anh, cũng như tuyên bố chung cấp bộ trưởng của 11 nước thành viên CPTPP về vấn đề này. Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự phiên họp lần này do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu cùng đại diện các bộ ngoại giao, tư pháp, thông tin và truyền thông, văn phòng ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế. Trong phiên họp, các bộ trưởng hoan nghênh việc Vương quốc Anh chính thức gửi yêu cầu gia nhập CPTPP vào ngày 1 tháng 2 năm 2021. Các bộ trưởng nhấn mạnh việc khởi động tiến trình đàm phán gia nhập hiệp định CPTPP đối với Vương quốc Anh gửi đi thông điệp quan trọng về cam kết của các nước CPTPP trong việc ủng hộ xây dựng hệ thống thương mại quốc tế công bằng, bình đẳng, hiệu quả, toàn diện

Điều này sẽ tạo ra cơ hội thúc đẩy các quy tắc tiêu chuẩn cao của CPTPP cho thế kỷ 21, đồng thời giúp khôi phục và phát triển hoạt động thương mại tại khu vực châu Á Thái Bình Dương và trên thế giới trong bối cảnh tình hình kinh tế địa chính trị và đại dịch Covid-19 còn đang diễn biến phức tạp. Các bộ trưởng cũng khẳng định quyết định khởi động quá trình đàm phán gia nhập CPTPP đối với Vương quốc Anh chỉ là bước đi đầu tiên. Các nước CPTPP sẽ phối hợp với Vương quốc Anh để đảm bảo duy trì tiêu chuẩn cao của hiệp định và vị thế đi đầu của hiệp định CPTPP trong các mối liên kết khu vực và toàn cầu trong thời gian tới. Tại phiên họp này, Việt nam đã tham gia tích cực và đóng góp nhiều ý kiến hữu ích được các nước ghi nhận và đánh giá cao góp phần vào thành công chung của phiên họp hội đồng lần thứ tư